Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Và mình là Hà Trần, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, đối với xe đạp làm từ khung nhôm và khung thép thì các bạn sẽ lựa chọn loại xe đạp nào? Và có rất là nhiều lý do để cho các bạn lựa chọn khung nhôm hoặc là khung thép. Và đối với bản thân Hải cũng thế, thì Hải vẫn lựa chọn xe đạp khung thép. Và lý do tại sao, hãy cùng Hải theo dõi ngay trong video dưới đây nhé. Mình không thể phủ nhận rằng là nhôm có rất là nhiều những ưu điểm, ví dụ nhẹ, tiện lợi, hành nó không dỉ. Tuy nhiên thì mình vẫn thích khung thép hơn bởi vì một số lý do sau đây. Lý do thứ nhất đó chính là độ bền của thép. Và như các bạn đã biết rằng là so với nhôm thì thép nó bền hơn rất nhiều. Và mặc dù nó có thể bị méo, bị móp hoặc là bị xước, nhưng nó vẫn giữ được cái tính toàn vẹn trong cấu trúc. Và đối với xe đạp khung thép, nếu như nó được chăm sóc kỹ lưỡng thì tuổi thọ của nó rất là cao. Trong khi đó thì khung nhôm sẽ dễ dàng bị nứt hoặc là bị gãy mà không có dấu hiệu báo trước. Tất nhiên là cái điều này thì cái xác suất xảy ra của nó rất là thấp, tuy nhiên không phải là không có. Còn thép thì ngược lại, thép sẽ có những cái dấu hiệu để báo hiệu cho các bạn biết rằng nó không ổn và các bạn có thể kiểm tra định kỳ nó. Khung thép khi mà các bạn nứt thì các bạn có thể dễ dàng hàn lại, nhưng đối với khung nhôm thì các bạn không thể dễ dàng thực hiện cái điều đó. Khung nhôm thì các bạn sẽ phải thuê thợ và không đơn giản như thế, họ sẽ tôi lại hoặc là xử lý nhiệt toàn bộ cái khung nhôm của các bạn. Nếu như mà các bạn bỏ qua cái bước này thì cái khung nhôm hoặc là cái mối hàn của các bạn nó sẽ không giữ được lâu. Và để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của bạn thì các bạn nên kiểm tra khung của bạn định kỳ, bất kể là bằng vật liệu gì đi chăng nữa. Các bạn hãy lắng nghe trong quá trình các bạn di chuyển có tiếng lách cách nào phát ra không, hoặc là các bạn hãy tìm trên khung xe có cái vết nứt hoặc là vết móp nào không. Nếu mà có thì các bạn hãy nhanh chóng mang ra cái cơ sở sửa chữa, cơ sở bảo hành để các bạn có thể kiểm tra và bảo hành lại chúng. Quan niệm thứ hai đó chính là quan niệm về việc độ nặng của khung nhôm và khung thép. Một quan niệm mà bản thân mình nghĩ rằng nó chưa được chính xác cho lắm đó chính là khung nhôm thì nhẹ hơn khung thép. Nhưng mà các bạn xét theo khối lượng nguyên tử trong hóa học hoặc là trong vật lý gì đấy thì đúng chính xác là khối lượng của nhôm sẽ nhẹ hơn khung thép thật. Nhưng tuy nhiên điều này trong ứng dụng sản xuất xe đạp thì nó chưa được chính xác cho lắm đâu nhé. Các bạn có biết rằng là để làm cho khung nhôm chắc chắn hơn thì các nhà sản xuất đã phải làm cho nó cái ống nó dày hơn và lớn hơn rất là nhiều, và cái việc này vô tình đã làm tăng trọng lượng của khung nhôm lên, tổng khối lượng của nó thậm chí là nó còn bằng hoặc là lớn hơn cả khung thép nữa. Mình đã từng theo dõi một thí nghiệm trực quan ở bên nước ngoài về ống khung nhôm và khung thép. Thì ống khung thép thì thường sẽ có cấu trúc là hình trụ như thế này và đường kính của nó từ 1 đến 1,5 inch. Trong khi đó thì ống khung nhôm có cấu trúc là lớn hơn hoặc là nó có nhiều hình dạng hơn, như là hình tròn, hình tam giác hoặc là gấp khúc, và nó có đường kính lớn hơn 1,5 inch. Và một ví dụ nữa chứng minh cho việc là không phải lúc nào xe đạp khung thép cũng nặng hơn xe đạp khung nhôm. Bạn của mình đang sở hữu một chiếc xe đạp khung thép, và cái thép đó chính là thép chrome 4130, là một loại thép cũng chất lượng khá là cao. Và cái ống khung của nó được thiết kế theo kiểu là các ống mối hàn ở hai bên sẽ được thiết kế dày hơn để tăng cái độ bền, còn ở giữa thì chúng sẽ được làm mỏng đi để tiết kiệm cái trọng lượng cho cái khung xe đạp khung thép. Tuy vậy thì nhôm cũng có rất là nhiều những loại có chất lượng cao và khá là nhẹ, và điều này mình không thể phủ nhận rằng là nhôm chất lượng cao nó sẽ nặng hơn thép được. Và cái điều thứ ba thì nó mang ý kiến chủ quan của mình nhiều hơn, đó chính là mình thích cái giao diện khung thép hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là giao diện của khung thép thì nó hình tròn và nó mang lại cho mình một cái cảm giác nó đẹp mắt hơn là so với khung nhôm. Tất nhiên là mọi người sẽ có một ý kiến khác nhau, và mình cũng xin nhấn mạnh lại đây cũng chính là ý kiến chủ quan của bản thân mình. Và trên thực tế thì khung thép đã gắn liền với tất cả các loại xe đạp cho đến khi giữa những năm 70, khi mà khung nhôm đã được giới thiệu ra. Mọi người đã có hơn một thế kỷ để gắn bó với khung thép, và chắc chắn là sẽ có nhiều người thích cái xe đạp khung thép này hơn. Trên đây thì Hải đã nêu ra 3 cái lý do tại sao mà Hải lại lựa chọn một xe đạp khung thép chứ không phải là khung nhôm. Và tất nhiên, Hải lại nhấn mạnh một lần nữa, đây chính là ý kiến chủ quan của Hải mà thôi. Còn đối với các bạn sẽ lựa chọn một chiếc xe đạp khung nhôm hay là khung thép? Hãy comment phía bên dưới cho Xe Đạp Xanh được biết. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy dành cho Xe Đạp Xanh một like, một subscribe và một chia sẻ. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.